xin chào các em chúng ta sang bài mật số ID là 002 bài này thầy viết cho các bạn sinh năm 2002 để các bạn tham khảo cái đề thi liên quan đến khí CO2 sụp vào kiềm à, hy vọng video này mang lại giá trị tham khảo cho các bạn để tới đây các bạn tham gia kỳ thi sắp tới bài toán này rất cơ bản à, phương pháp nhìn rất là rõ ràng rồi các em có thể lựa chọn quy đổi à, tùy ý các em nhưng ở bài toán này thầy lựa chọn phương pháp khác một chút à, hỗn hợp gồm có 33,02 gam này của thầy tạo ra khí hydro là 0,2 mol. Vì thế thầy sẽ bơm oxy vào. Oxy của thầy số mol bằng 0,2. Bơm vào hỗn hợp gồm có natri, natri oxit, bari và bari oxit. Đó, thì kết quả hỗn hợp này của thầy biến thành chỉ còn oxit thôi là Na2O và BaO. Đó. Tức là thầy thay thế cái hydro này có 0,2 bằng oxy bơm vào để làm cho natri và bari biến hết thành oxit vậy thầy thì còn hai ẩn số mà thôi khi đó khi bơm vào thì khối lượng của nó thay đổi sẽ bằng 33,02 cộng thêm khối lượng oxy bơm vào là 0,2 x 16 kết quả cái giá trị này của thầy sẽ bằng là 36,22 gam đó khi đó thực hiện phản ứng với nước thầy có kết tủa à, xin lỗi của thầy tạo ra là NaOH NaOH số mol là đây gọi là A đi đây sẽ là 2A BaOH hai lần của thầy bảo toàn bari số mol là B đi đây gọi là B thì kết quả thầy có là đổ CuS4 dư vào thì kết tủa của thầy ở đây sẽ gồm hai kết tủa kết tủa thứ nhất là kết tủa BaSO4 kem bảo toàn bari là B mol Kết tủa thứ hai là CuOH 2 lần phản ứng với OH trừ Bảo toàn OH trừ các em sẽ có là A cộng với lại B mon Đó Như vậy khối lượng tổng kết tủa của thầy ở đây là 73,3 Như vậy từ hai phương trình kem tìm ra AB một cách dễ dàng Phương trình số 1 các em có 62A cộng với lại 153B Bằng 36,22 Phương trình thứ hai là phương trình là 233B cộng với 98 nhân với lại A cộng B thì bằng kết quả là 73,3. Giải phương trình này các em tìm ra được A bằng 0,14 và B sẽ bằng 0,18. Sau khi tìm được AB rồi thì cái dung dịch Y của thầy bây giờ thầy thống kê ở dạng mol được rồi. Thứ nhất là BA 2 cộng của thầy bằng B mol là 0,18. OH trừ lấy từ NaOH và BA hóa lần sẽ bằng 2A cộng 2B. Như vậy kết quả thầy có sẽ bằng số mol bằng 0,64. Đó. 2A của thầy ở đây sẽ là 0,28. 2B là 0,36. 0,36 cộng 0,28 bằng 0,64. Ok. Khi đó các em sụp khí CO2 vào. Thì CO2 của thầy là 0,45. Như vậy bài toán này trở thành bài toán xuôi. Vậy phương pháp giải xuôi là thầy xét tỷ lệ OH trên CO2 bằng 0,64 chia 0,45. Kết quả lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Như vậy tạo ra hai muối. Muối nhất là muối CO32 trừ. Muối thứ hai là muối HCO3 trừ. Mục tiêu thầy phải tìm ra CO32 trừ. Vậy thầy dùng công thức giải nhanh sẽ bằng tử trừ mẫu bằng 0,64 trừ 0,45. Kết quả thầy sẽ có CO32 trừ của thầy bằng 0,19. Đó. Sau đó là thực hiện phản ứng với BA2 cộng có sẵn với số mol là B tức là 0,18. Như vậy các em phải tính theo kết tủa theo cái chất hết và cụ thể hết ở đây của thầy chính là 0,18. 3 BA2 cộng là hết. Đề thi yêu cầu hỏi kết tủa này tạo ra. Như vậy mở kết tủa các em dễ dàng tính được bằng 0,18 nhân với lại 197. Các em bấm ra. Lấy 0,18 nhân 197 Kết quả là bằng 35,46 gram. Bằng 35, 46 gram Và đáp án ở đây thầy có đặt đáp án D Đó một cái bài toán rất cơ bản à, Các em chú ý với thầy Một số em băn khoăn là thưa thầy Nếu không bơm oxy thì có thể dùng cách khác, khác được không Thầy trả lời được luôn Các bạn quy đổi thành natri kim loại bari kim loại và oxy Với số số xóa là 0 Các em đặt cho thầy là A, B và C Các em vẫn giải được A, B, C Đó tùy các em lựa chọn thôi ở đây thầy sử dụng bơm oxy cho nó ngắn gọn đó hy vọng là các em có thể tham khảo được